Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái TV Philips 8600. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy Philips xuất hiện ở lại thị trường Việt Nam đối với những sản phẩm TV. Thì cái 8600 là cái dòng sản phẩm thuộc dòng cao cấp nhất của Philips hiện tại. Thì cái 8600 ở Việt Nam thì nó có sử dụng phiên bản đèn 3 màu, tức là nó sẽ có 3 dải đèn LED ở đằng sau, phía trái, phía phải và phía trên. Còn đối với một số chương trình khác thì nó sẽ có 4 màu. Đối với Philips, cái dòng sản phẩm mình đang thử nghiệm ở đây là cái dòng TV 65 inch và giá của nó ở Việt Nam là 63 triệu đồng, không có quá cao so với lại một cái TV 65 inch mà 4K cũng như nhiều chức năng. Với cái sự vắng mặt lâu đời của Philips ở thị trường TV thì rất là cũng hơi khó để cái sản phẩm này có thể xuất hiện nhiều. Thì cái TV của Philips khi mà mình nhìn vô thì mình hình dung nó gần giống như là một cái TV của LG mà đời 2014, tức là cái chân, bạn thấy là cái chân của nó được thiết kế theo cái phong cách tựa tựa như vậy, nhưng mà ở dưới là nó làm bằng nguyên một khối nhôm và nó cứng cáp và nhìn nó xịn hơn rất là nhiều so với lại cái TV bằng khối, cái phần đế bằng nhựa của LG 2014. Ở phía trước thì chúng ta cũng có một cái tổng thể gần tương tự như vậy, với cái mặt trên và dưới những cái viền rất là mỏng và phía dưới là cái logo Philips, thì nó cho mình cái cảm giác lại giống cái TV của LG. Nó cũng có những cái sự khác biệt rất nhất định và nhìn nó cũng khá là cao cấp. Hiện tại thì mình đang dùng cái TV phiên bản thử nghiệm nên một số những cái chi tiết thì có thể là nó chưa thật sự hoàn thiện, nhưng mà không biết là cái phiên bản thương mại thì nó có được cải tiến tốt hơn hay không. Cái TV của Philips độc đáo là nó có công nghệ Ambilight, tức là nó có ba cái dải đèn LED như mình nói vừa nãy. Đối với những sản phẩm TV giá rẻ hơn thì nó chỉ có bên trái và bên phải thôi, còn đối với cao cấp thì nó có thêm cái ở trên, và nếu mà dòng cao nhất của Philips thì có một thêm dải ở dưới cùng nữa. Thì những cái dải đèn đó nó sẽ nằm ở mặt sau của máy. Bạn nghĩ là nó không có tác dụng, nhưng mà thực tế thì nếu mà bạn nào sử dụng những cái hệ thống kiểu như rạp hát tại gia, hay là bạn có một cái phòng chiếu phim, hoặc là phòng khách của bạn khi bạn coi phim bạn tắt nó đi, thì cái hệ thống đèn nó cực kỳ có tác dụng. Khi mà cái màn hình này nó sáng lên và cái khung cảnh xung quanh nó tối đi thì cái độ tương phản giữa cái màn hình và cái background đằng sau rất là gắt, và nó sẽ làm cho mắt chúng ta trở nên khó chịu và bạn sẽ khó mà coi trong thời gian dài. Có thể bạn thấy là rạp chiếu phim người ta làm những cái màn hình rất là lớn và cái viền xung quanh không lớn so với cái màn hình đó, thì cũng tương tự như vậy. Ngoài cách sử dụng cái màn hình mỏng hơn, cái viền mỏng hơn, và những cái đèn xung quanh nó sẽ ánh vào trong cái tường và nó tạo ra lan tỏa, tạo thành những cái vòng vòng lên giống như là cái cầu vòng với nhiều màu sắc khác nhau. Nó tạo một cái khoảng nối giữa cái độ sáng của màn hình cũng như là cái không gian màu đen xung quanh. Chính vì vậy mắt chúng ta sẽ nhìn vào một cái tổng thể dễ nhìn hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều so với cái việc mà bạn phải nhìn vào cái màn hình sáng và xung quanh tối như là những cái TV truyền thống. Đó là cái điểm ưu điểm lớn nhất của cái TV này. Ở đây mình có thể cho các bạn xem một số những cái tinh chỉnh về cái công nghệ Ambilight Style hay là Ambilight Brightness. Thì cái Ambilight Brightness chỉ là chỉnh cái độ sáng của những cái đèn phía sau để các bạn có thể chỉnh theo cái ý thích của chúng ta hoặc là theo cái style. Có những cái chế độ hiển thị khác nhau, ví dụ hiển thị tự nhiên, hiển thị đậm, hiển thị dễ chịu với người hay là nhẹ nhàng với người, hay là hiển thị khi chơi game, hay là hình ảnh động không có thay đổi. Thì tùy vào cái thiết lập mà bạn hiển thị thì cái nền đằng sau của nó sẽ thay đổi đẹp hơn khá là nhiều. Đó. Philips thì khá là nổi tiếng với những cái dòng sản phẩm LED của họ. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ một số chế độ hình ảnh khá là hiện đại, ví dụ như là hiển thị 3D, và nó thậm chí là cho phép chúng ta xem hai người cùng một lúc. Ví dụ ở đây mình có cái phần 3D setting thì máy này là 3D chủ động. Đây là điều mình không thích, nhưng mà bởi vì nó khá là mắc để mua kính. Đây, nó có chế độ 2D to 3D conversion. Chúng ta có thể tắt 3D effect hay là thậm chí là chế độ chơi hai người cùng một lúc, tức là một màn hình hiển thị hai nội dung. Hai người sẽ đeo hai kính khác nhau và nhìn từ hai hướng khác nhau để có hai cái nội dung khác nhau. Có thể rất là khó để có thể hiển thị ở trên cái TV này cho các bạn xem. Quay trở về cái TV thì trước khi nói về cái TV, mình sẽ nói sơ qua một chút về cái remote. Cái remote của TV Philips này khá là đặc biệt. Nhìn mặt trước thì nó cũng chỉ như bao cái remote khác thôi. Nó có một cái phím để chuyển về chế độ Smart TV, chuyển phím Home và phím xem TV. Tí nữa mình sẽ nói nhiều hơn về những cái này, nhưng mà ở mặt sau thì nó là một cái bàn phím QWERTY đầy đủ. Thì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn hoàn toàn có thể bấm trên những cái phím này và các bạn điều hướng qua lại của cái này mà chúng ta không cần phải sử dụng những cái điện thoại để kết nối, hay là chúng ta không phải gắn thêm bàn phím ngoài. Tất nhiên là nếu bạn muốn dùng điện thoại thì Philips họ vẫn trang bị cái công nghệ, cái phần mềm Philips My Remote ở trên App Store hay là Android Play Store để các bạn điều khiển TV từ điện thoại. Nhưng mà với cái bàn phím này thì chúng ta dễ dàng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là cái bàn phím này nó sẽ hơi cứng một chút, nên bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian để làm quen trước khi chúng ta có thể sử dụng được thành thục cái bàn phím này. Quay trở về cái TV thì cái TV của Philips nó chia làm 3 mục khác biệt và hơi khác những nhà sản xuất khác, là họ không coi Smart như là cái màn hình chính. Tức là mặc định khi mà các bạn bấm nút Home thì nó sẽ không phải là cái màn hình chính của cái Smart TV như vậy, mà nó trở về một cái màn hình bình thường, màn hình để coi TV hay là màn hình khác. Còn khi mà các bạn bấm nút Smart TV bên này thì nó mới xuất hiện cái giao diện của Smart TV. Đó,
hay là bấm nút TV, bấm vào TV để có thể xem TV một cách nhanh nhất. Thì cái việc điều khiển này cũng khá là tiện lợi và các bạn có thể bấm nút setting ở đây để các bạn thiết lập. Đó, đây là cái giao diện bình thường, thì ở đây bạn có thể đưa ra những cái thiết lập, hay là các bạn xem TV các bạn đưa về chế độ Smart TV. Các bạn chọn kênh thì các bạn bấm mô nó sẽ tự hiện ra, điều chỉnh qua lại khá là nhanh. Và cái cổng HDMI ở trên cái TV này là 4 cổng và cả 4 đều là HDMI. Đây là một cái điều khá là lạ, có thể là mình chưa dùng nhiều những cái sản phẩm cao cấp, nhưng mà việc mà trang bị cả 4 cổng HDMI ở trên một cái TV thì rất là đáng khen. Đó, cái phần TV Guide mình không có anten hiện tại không thể coi được. Nhưng mà TV này thì có thể xem truyền hình kỹ thuật số miễn phí ở Việt Nam, Skype hay là Demo. Đó. Thiết lập thì chúng ta phải bấm nút thiết lập vào đây. Ở đây mà nó hoàn toàn không có đi vào bên trong như vậy, nó cũng hơi rối một chút. Nhưng mà nếu mà sử dụng quen thì bạn sẽ thấy là nó khá là dễ để sử dụng. Ở trên cái Smart TV của Philips hiện tại thì do mới quay lại thị trường Việt Nam nên họ gần như không có một cái ứng dụng nào cho Việt Nam, mà hầu hết đều là những cái ứng dụng phổ thông mà họ có ở châu Âu, tức là những cái kênh như là TV5 hay là Metro News là những cái, Euro News là những cái mà chúng ta không thấy ở Việt Nam. Hiện tại thì kho ứng dụng này khá là ít, ở đây mình có YouTube là có lẽ là xài nhiều nhất, và mình cũng có cài một số cái game ở phía dưới này để chơi thử, ví dụ như là 2048 hay là Sudoku. Đó, đây là cái kho ứng dụng của Philips. Mình thấy một số dòng sản phẩm của Philips trong năm 2015 thì họ bắt đầu họ chuyển qua sử dụng Android TV thì sẽ tốt hơn, nhưng mà không biết tại sao lại cái sản phẩm này thì vẫn sử dụng cái hệ điều hành cũ của Philips. Đó, rất là ít ứng dụng, đặc biệt là thị trường Việt Nam thì hãng nào cũng ít nhưng mà Philips thì đặc biệt ít. Có lẽ là họ cần chuyển sang Android TV hay là dùng cái hỗ trợ nhiều hơn cho lập trình viên. Đó, nó bị đưa vào cái mục quốc tế, mục International. Nói về cái chất lượng hiển thị một xíu thì ở cái giao diện mặc định thì cái TV này hiển thị có không sắc nét, mặc dù nó là TV 4K. Có lẽ là cái giao diện nó vẫn là giao diện Full HD nhưng mà nó được upscale lên. Nhưng mà khi mà các bạn xem những cái nội dung, những cái video ở trên YouTube hay là những cái chương trình khác, hay là những cái video mà các bạn có thể cắm trực tiếp vào cổng USB của TV để nó phát trực tiếp, thì cái chất lượng cũng rất là tốt và khá là sắc nét. Ví dụ như mình xem một cái video nào đó thì các bạn sẽ thấy là cái màu sắc, cái cách nó tái hiện lại thì rất là tốt so với lại những cái TV khác. Hiện tại thì mình chưa thể nói nhiều hơn, bởi vì mình cũng chưa thể so sánh trực tiếp với những mẫu TV khác, nhưng mà nhìn chung thì chất lượng hiển thị khá là tốt, đặc biệt là khi mà xem trong bóng tối. Rồi, xin cảm ơn các bạn.